Vâng, xin chào tất cả các cô chú và anh chị đã quay trở lại với channel của em trong buổi chiều ngày hôm nay ha. Tại thì bây giờ em chuẩn bị xuất phát bàn giao chiếc xe Daewoo Smartic này về cho một khách hàng ở Hậu Giang. Thì hôm nay công việc em bận, hôm nay em không có chạy được anh chị, em phải ở nhà em giải quyết công việc. Chiếc Daewoo Smartic sản xuất đời 2004, đồng sơn si. Nội thất ta nói nó đẹp len keng, nó đẹp lộng lẫy và nó đẹp len spen để cho một khách hàng, đó là anh trai ở dưới Vị Thanh, Hậu Giang. Cái xe này bây giờ sẽ chinh chiến mấy trăm cây số thì có khả năng là sẽ không có được một thước phim đẹp ở trên cung đường để bàn giao về cho khách hàng. Thì trước khi xuất phát thì em cũng review sơ. Đây, mọi chức năng con xe thì em nó cũng đã sạch sẽ rất là ok rồi. Tụi em cũng đã kiểm tra tất cả nước niết kết nhất nhất cho khách hàng. Đây, cũng mới sơn lại cái mâm cho anh trai luôn nha. Đây, mới xịt sơ cái mâm lại nhìn cho nó sạch sẽ, nó đẹp, chứ hôm qua thì nó không đẹp. Đây. Nói chung bên tụi em hỗ trợ được cái gì cho khách hàng thì em sẽ hỗ trợ anh chị ha. Đây, ok chứ anh chị, sạch sẽ, nước niết em kiểm tra hết rồi. Tiến hành cho anh em tài sẽ bàn giao chiếc xe này về lại cho khách hàng ở Vị Thanh, Hậu Giang. Đó, cô chú anh chị nào mà nếu mà dưới Hậu Giang ra đường thấy chiếc xe này chạy thì biết là anh trai mua ở bên ô tô Danh ha. À, 89A. Xe này tao nói nó đẹp lộng lẫy, nó đẹp len kê và nó đẹp len xà beng là đây nha. Vâng, cũng không biết nói gì hết, thay mặt cho tất cả các anh em bên công ty cũng cảm ơn khách hàng trong thời gian qua cũng đã tin tưởng và ủng hộ đồng hành ở bên em. Hôm nay thì chắc có lẽ là em không đi được, tại vì công việc của em nó rất là nhiều và công việc để phải em giải quyết, thì cho mấy anh em chạy thì sẽ không có thước phim đẹp ở trên cung đường rồi. Vâng, chúc cho quý khách của em, chúc cho anh trai đi tốt dục bền, và chúc cho đại gia đình yêu thương của em có một ngày làm việc thật là vui vẻ nhé. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại anh chị một video sau.